Bữa nay đi đâu vậy? Ờ, đi sinh nhật bà cố. Vậy hả? Trời ơi, lộng lẫy vậy đó hả? Hả? Đó ăn. Lộng lẫy vậy đó hả? Kevin, bữa nay đi đâu? Đó, Kelly, bữa nay đi đâu? Đâu nói lại coi. Sinh nhật. Thôi, đưa đây đồng hồ cho bà bể.